Vâng, xin chào quý vị nhé. Hôm nay là ngày chủ nhật. Anh em xin lỗi, anh tên gì anh nhỉ? Vâng. Anh là anh chị là ở Bắc Ninh sang đúng không anh? Vâng. Vâng, hôm nay gia đình anh Cát Càng ở Bắc Ninh sang chụp em để chột bộ dàn karaoke gồm một đôi loa G4000 cùng để hiện mang cái 7 đồ DAC và một bộ mình không dây đúng. Vâng, trên màn hình quý vị là kỹ thuật đang hướng dẫn anh chị chỉnh bộ dàn cũng như là lắp đặt. Không, nhưng mà phải cho một cái dây cắm dẹt và dây cắm tròn. Vâng, đấy. Thế nếu mà ví dụ mình bê lên các tivi cũ ngày xưa là cắm tròn. Vâng, lại anh cắm đường đây. Đây là cắm USB. Rồi xong rồi về nếu không lấy thì gọi khai tham. Vâng. Anh theo dõi kênh bên Zika đâu chứ anh? Xem lâu rồi. Vâng. Hôm nay là đi ra đi cỗ định là Tết thì lấy